Đố anh em, đâu là đôi giày bóng đá có nhân tạo nhẹ nhất trên thị trường hiện nay? Mizuno Alpha Pro AS. Nhưng ngoài trọng lượng nhẹ thì Mizuno Alpha Pro AS còn những đặc điểm gì khiến chúng ngày càng được ưa chuộng? Trước tiên là về phần upper. Nếu trước đây khi nhắc đến những đôi Mizuno cao cấp với tầm giá trên 3 triệu thì chắc hẳn nhiều anh em sẽ nghĩ ngay đến những đôi giày với upper da kangaroo. Tuy vậy, với định hướng là một đôi giày chơi tốc độ thì lần này Mizuno đã áp dụng upper làm từ 5 lớp vật liệu khác nhau. Nghe qua 5 lớp thì cảm thấy sẽ hơi nhiều và hơi dày. Tuy vậy, lớp upper này lại vô cùng mỏng và nhẹ. Nhờ đó, người mang có thể trải nghiệm cảm giác bóng thật chân nhất có thể. Ngoài ra, độ bền cũng là một ưu điểm khác mà upper này mang lại. Bên cạnh lớp upper da tổng hợp thì Alpha Pro còn có cấu trúc Engineered Fit co giãn giúp ôm chân vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái cho người mang. Một trong những điểm cải tiến mà mình đánh giá cao nhất trên Alpha Pro khi so với những mẫu cùng phân khúc như Neoba hay Morelia chính là phần lót gót giày. Lót gót giày của Alpha Pro này đã được nâng cấp với chất liệu silicon dạng lưới. Với chất liệu mới này giúp cho phần cổ giày ôm sát cổ chân người mang hơn, đồng thời hạn chế tình trạng lọt cao su hay gây sức gót thường thấy trên những đôi Neo 3. Và cuối cùng là về phần form giày. Dù chân anh em có thuộc dạng bè ít, bè vừa cho đến bè nhiều thì ai cũng đều có thể dễ dàng thuần được Alpha Pro mà không mất nhiều thời gian. Chỉ cần mang đúng size và ra sân, đôi giày sẽ tự khắc giãn theo form chân của bạn. Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì Alpha Pro vẫn giữ lại những đặc điểm của các dòng giày cao cấp của Mizuno khác như bộ đệm Energy Form giảm chấn, thiết kế đế thấp và đinh dạng chữ L giúp tối ưu những động tác về gầm. Hiện tại Thanh Hùng Fossil đang có sẵn 3 phối màu, đó là đỏ, trắng và đen. Các anh em còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay 2 chi nhánh của Thanh Hùng Fossil để thử trải nghiệm Mizuno Alpha Pro AS.